Xin trân trọng kính chào các bạn đã đến với kênh video online Chuyện Lạ Mới Nhất. Kênh chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn hàng ngày. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn. Bộ ba quái ngư nạn gần ba tạ cùng bay về Đà Nẵng. Đó là những con cá khủng thuộc dạng nhất nhì hiện nay được đánh bắt ở biển hồ Campuchia. Một nhà hàng ở thành phố Đà Nẵng vừa mua được 3 con cá lăng khủng có tổng trọng lượng lên tới 280kg từ biển hồ Campuchia. Cụ thể, cân nặng của các con cá lăng này lần lượt là 107kg, 95kg và 78kg. Chúng có chiều dài từ 1,5 đến 1,8m và vòng thân khoảng 0,9m. Cá lăng trên dưới 100kg là thuộc dạng khủng rồi. Mùa này có khá nhiều cá lăng xuất hiện ở biển hồ, nhưng để đánh bắt được mỗi con cá lăng như trên thì các ngư dân phải có thời gian theo dõi và vật lộn với chúng. Chúng được ví như quái ngư bởi chúng khỏe, có sức vảy rất mạnh và bộ râu cứng có thể gây sát thương, chủ nhà hàng cho hay. Theo chủ nhà hàng này, ngay khi đánh bắt cá khủng, ngư dân đã trực tiếp liên hệ với nhà hàng và chốt giá bán. Xong, bằng kinh nghiệm mua cá khủng lâu nay, chủ nhà hàng lên kế hoạch đóng thùng và vận chuyển cá về Việt Nam nhanh nhất, có thể bằng đường bay. Bộ ba cá lăng nói trên đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng lúc 14 giờ ngày 7 tháng 10. Ngay sau khi có mặt tại Đà Nẵng, một đại gia Hà Nội đã bỏ ra gần 100 triệu đồng mua trọn nguyên con cá lăng nặng 78kg để đãi khách. Lúc này, các nhà hàng để nguyên thùng và vận chuyển cá ra Hà Nội cho khách. Riêng hai con cá nặng 107kg và 95kg đã được nhà hàng xẻ thịt bán với giá 1,5 triệu đồng trên 1kg. Cảm ơn các bạn đã xem kênh video Chuyện Lạ Mới Nhất. Mời các bạn đăng ký để cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.